Bão số 1 đã tan giúp sóng gió ở các vùng biển phía Bắc, Biển Đông giảm dần. Thế nhưng ở phía Nam thì thời tiết vẫn rất xấu do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay thì vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển Cà Mau Kiên Giang, gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng từ 2 đến 3 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Vâng, thời tiết biển xấu thì cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động du lịch biển đảo. Và ngay trong những ngày qua thôi thì cái tuyến tàu phà từ Phú Quốc về Kiên Giang thì cũng đã bị tạm ngưng hoạt động để mà chờ gió giảm cấp. Và vì vậy quý vị hãy liên tục cập nhật thông tin thời tiết trước khi khởi hành để đưa ra được những kế hoạch phù hợp cho mình ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh với những lưu ý vừa rồi. Và ngày hôm nay thì miền Bắc còn mưa trong buổi sáng và khả năng thì điểm mưa to có nhiều hay không hả anh Sáng? Vâng, trong sáng nay thì một số nơi ở miền Bắc vẫn có thể có mưa rào nặng hạt với lượng khoảng 30 mm. Quý vị ra ngoài đi làm sớm thì cần chú ý chuẩn bị thêm ô và áo mưa. Tuy nhiên thì thời gian mưa cũng không kéo dài, sẽ kết thúc trước 9 giờ sáng nay chứ không kéo dài đến khoảng trưa ngày hôm qua. Mưa giảm về trưa chiều, nhiều nơi miền Bắc sẽ có lúc hứng nắng, nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn chưa nhiều. Tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác phổ biến là từ 29 đến 32 độ, cảm giác vẫn khá dễ chịu. Xuống miền Trung dự báo sáng đến chiều nay thì trời nắng oi, các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Huế chạm mức nắng nóng là 35 độ. Và đây cũng là mức nhiệt ở thành phố Đà Nẵng trở vào Quảng Ngãi và Quy Nhơn. Nha Trang, Phan Thiết thì lưu ý về chiều tối xuất hiện mưa dông. Ở khu vực Bình Định đến Bình Thuận thì có điểm mưa to kèm theo dông sét nguy hiểm. Với Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa dông diện rộng, mưa nhiều nên bầu không khí ở Tây Nguyên rất mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột từ 26 đến 29 độ. Với Nam Bộ thì nền nhiệt cao hơn, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau từ 30 đến 33 độ. Dạ vâng, và cảm ơn anh Quốc Sáng với những dự báo chi tiết vừa rồi. Và hy vọng với những thông tin vừa rồi thì quý vị có thể chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động trong ngày.